Chạy hút Bảo Hà nhắn này, chạy hút Bảo Hà. Quan hoàng ngắm ngắm cảnh chơi trường đào. Trăng sáng ba sao giữa trời đền Bảo Hà là nơi thánh nhi tích tinh. Thank you.
hoa tiết nguyệt tượng mi. Dâng tổ thiên bảo chúc lời, chúc lời lòng lòng chuông che che nổ lòng lòng hồi hồi tình tiên đi ta ca cô chuông che che thả tay cô dân dân tử mong để các bạn tiên đi dâng dâng ông che che thượng kim bàn mẫu đơn long long đỉnh nốt thừa nhàn ông hoàng bảy yên ngồi ông cha ba chén chén đi khuyên linh 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 phù dung ơi nàng ngân hiền đâu đây mà dường như ngọn cỏ cành cây phần
răng tay mở khoái đào động đa ủ đào động đào ai là người mà có tâm mà có phúc nghĩ ông mới đưa vào trong hội quỳnh tiên sáng ô sáng ô liễu phà tiên hội quỳnh tiên ông bảy đưa vào tiên quỳnh tiên ông bảy đưa bảy khuyên ai giữ tròn đạo là người đã đi lễ Phật Phật lấy chữ gì đã là hơn cả tâu quá ông bảy tâu quá nam na tào bắc bắc đầu số mệnh chân gian na họ nguyện ghế ông nghi phúc hậu thảo hiền tu nhân tích tinh đức đức ông bảy chép chép biến cho thọ chữ còn những ai ngang tàn bạo ngược chỉ hại người không hoa trước thời sau nỗi nhầm có xa chi đâu sơ nguyện mà được như ý sờ cầu ông cho được lòng tâm ông lấy chữ thôi chữ phúc mà cần đừng có ai khoe mình đã tròn vẹn muôn phần chữ đứng mà rồi mất ông bảy mệnh cầm cần sao cho bằng bầy soi đời vơi ai mất mà chữ tâm thời tội phải mang lưỡi trời bùa khắp bốn phương hại nhân thì nhân hại khôn đường khó thoát thân nghe ông bầy giao cho nước tiên tay sạch bụi chân thanh cao rồi lại mười phần kế họ Nguyễn thanh cao chữ cương thường treo cao giá ngọc mà chữ công dung tư đức khuyên nghi họ Nguyễn hôm nay lễ bái tâu quỳ xin ông hoàng bảy người bệ độ trì ông chứng tận mời sai thập nhị các cô mấy thiên làng cô nào việc ấy mau sửa sang ra đứng lầm vơi ông bảy mày gật gật đầu vô gối ban khen nàng đôi lân bồ hay đen xe ngà diệp sứ mốc tiêm bằng vàng dâng nghi một thuốc ngang
trên đất Sơn Lâm. Nàng tư đốt đỉnh nhang chậm chậm tiên cô, nàng tư đốt đốt đỉnh nhang chậm chậm đèn thiêu cho tỏ tay ông bày cầm móc móc tiên. Ông ngưỡng ngưỡng cảnh cảnh tiên thì ai dám đi. Tính nét nhu mì cô nàng sau. Tính nét nhu mì dâng hoàng một con tuân má. Về đến đây ông bày chấm 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 đông đông. Kiệu vàng tang tia rước ông về bảo hà cung.